Người mẹ mang bầu 6 tháng lao xuống lòng hồ để cứu con trai và cháu ruột của mình. Nhưng không may cả bốn người đều bị đuối nước và đã mãi mãi ra đi. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh về tang lễ của bốn người trong một gia đình bị đuối nước ở Kon Tum. Một lễ tang vô cùng đau thương, một lễ tang vô cùng xúc động và thương tâm. Đó là lễ tang của ba mẹ con chị Maria Hoàng Thị Nhẫn sinh năm 1992 và một người cháu ruột của chị. Bốn con người trong một gia đình bị đuối nước và đã ra đi. Một hình ảnh hết sức đau lòng. Theo nguồn tin ban đầu, chiều ngày 10 tháng 8 năm 2024, khi đang chơi ở gần lòng hồ Nay Cơ Rông, cháu Trần Hoàng Hữu Phước 7 tuổi và một cháu khác 10 tuổi cùng chú tại thôn Đắc Khớp Dốt, xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Không may hai cháu bị trượt chân và rơi xuống hồ. Nghe thấy tiếng các cháu kêu cứu, chị Hoàng Thị Nhẫn, 32 tuổi, là mẹ của cháu Trần Hoàng Hữu Phước đang mang bầu 6 tháng, đã nhanh chóng lao ra lòng hồ để ứng cứu, với hy vọng sẽ cứu được con và cháu. Nhưng không ngờ, chị cũng bị đuối nước và đã ra đi ngay sau đó. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân sinh sống gần lòng hồ đã báo với chính quyền địa phương và huy động những phương tiện sẵn có như xuồng, lưới để tìm kiếm và cứu các nạn nhân bị đuối nước. Sau đó người dân đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con chị Nhẫn. Cháu còn lại hiện vẫn chưa tìm thấy vì mực nước trong lòng hồ rất sâu. Dưới đáy hồ có rất nhiều những vật sắc nhọn, nhiều chướng ngại vật đã gây rất nhiều khó khăn cho công việc tìm kiếm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngại khó khăn, nguy hiểm, đến 9 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum đã tìm thấy thi thể của cháu còn lại và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng cho cháu. Xin vĩnh biệt người vợ trẻ trung, xinh đẹp, hiền lành, đảm đang, người vợ trung thủy và hết lòng yêu chồng thương con, người vợ tần tảo sớm hôm kiếm tìm kinh tế, tạo dựng gia đình và nuôi dạy các con. Em ơi, đoạn đường sắp tới ngã rẽ rồi, anh đang rất lạc lõng, chơi vơi và cô đơn giữa dòng đời xuôi ngược. Anh không biết phải bước tiếp thế nào. Duyên vợ chồng mình thật là ngắn ngủi, chưa kịp kỷ niệm ngày cưới lần nào mà đã phải chia lìa. Trong suốt thời gian vợ chồng mình chung sống bên nhau, tuy là ngắn ngủi, nhưng vợ đã quán xuyến, lo liệu và chu toàn cho gia đình mình quá tốt. Em là người vợ đảm đang, tháo vát. Em là người mẹ mẫu mực, hết lòng yêu chồng và thương các con. Em là một người con dâu hiền lành, hiếu thảo. Những năm vợ chồng mình chung sống bên nhau, chỉ có hai lần vợ chồng mình bất đồng quan điểm, nhưng cũng không quá câu thứ ba to tiếng. Đúng như tên của em, Nhẫn. Em nhẫn nhịn trong mọi vấn đề, nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh. Thế mà hạnh phúc không trọn vẹn, em thật là khổ, thật là thiệt thòi. Em làm luôn tay cả ngày, em làm đến khi chết mới thôi. Em tần tiện tích góp cho gia đình mà không màng tới bản thân. Sáng mở mắt ra là anh đi làm cho đến tối mới về. Một mình em ở nhà lo liệu, quán xuyến mọi việc. Cuộc sống đang diễn ra một cách êm đềm hạnh phúc, thì một buổi chiều định mệnh đã cuốn đi tất cả mọi thứ. Em và các con mãi mãi ra đi, để lại cho anh một khoảng trống vô định. Anh lạc lõng chơi vơi, anh không biết phải làm sao bây giờ. Căn nhà của vợ chồng mình tuy nhỏ bé và còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng là nơi thật ấm cúng. Nơi ấy luôn đầy ắp những niềm vui và tiếng cười. Nhưng sao bây giờ lạnh lẽo và trống vắng quá em ơi. Dòng sông đã cướp đi mất vợ và con của anh.
Lúc đó chắc em và các con hoảng sợ lắm, ngột ngạt lắm và đau đớn lắm. Xin lỗi vợ và các con, anh không đủ nhanh để cứu em và các con. Xin lỗi vợ vì anh tham công tiếc việc quá. Xin lỗi vợ thật nhiều, em hãy tha thứ cho anh. Em hãy yên nghỉ và phù hộ cho bố con anh trong cuộc sống, để anh chăm sóc cho giọt máu cuối cùng của vợ chồng mình thật tốt, để báo hiếu cho bố mẹ em nhé. Anh và mọi người sẽ mãi mãi nhớ về em và cầu nguyện cho em. Bố gửi con thân yêu của bố. Chàng lính ngự lâm của bố đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi thiên thần. Con là đứa con khỏe mạnh, ngoan hiền. Con là đứa hiểu chuyện và học rất giỏi, rất lễ phép. Vậy mà con nỡ bỏ bố mà đi. Chiếc bánh sinh nhật của con chờ bố buổi chiều hôm ấy. Bố con mình không được ăn cùng nhau nữa rồi con ơi. Còn chiếc xe đạp bố đã hứa mua cho con mà bố chưa kịp mua. Mà bây giờ có mua thì con cũng không bao giờ lái thử được nữa rồi. Từ nay trở đi, mỗi lần bố đi làm về, sẽ không còn được con ra ôm bố, không còn được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con nữa. Bố cũng không bao giờ được nghe tiếng con chào mỗi khi bố đi làm nữa rồi. Bố xin lỗi con vì đã không bảo vệ và không cứu được con. Hãy tha thứ cho bố con nhé. Con hãy yên nghỉ cùng mẹ con nhé. Xin Chúa giữ gìn và ban sự bình an cho em con và bố. Bố và em của con sẽ nhớ con thật nhiều. Bố gửi thiên thần bé nhỏ của bố. Thế là bố không được nhìn thấy con rồi. Bố tự trách bản thân bố thôi. Ba chàng lính ngự lâm của bố bây giờ chỉ còn một. Con hãy yên nghỉ bên mẹ và anh của con nhé. Vĩnh biệt ba mẹ con. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chị Maria Hoàng Thị Nhẫn, sinh năm 1992, tại xóm 11, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình. Chú Quán, thôn Tân Sang, Hơ Mông, Sa Thầy, Con Tum. Và cháu Gioan Trần Hoàng Hữu Phước, sinh năm 2017, tại xóm 11, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình. Chú Quán, thôn Tân Sang, xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Ba mẹ con chị và một người cháu chẳng may bị đuối nước và đã mãi mãi ra đi vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2024. Chị Maria Hoàng Thị Nhẫn, hưởng dương 33 tuổi. Cháu Gioan Trần Hoàng Hữu Phước là con trai của chị, hưởng dương 7 tuổi. Người cháu của chị hưởng dương 10 tuổi và một cháu còn trong bụng mẹ. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hợp ý và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria, Gioan và linh hồn Anton. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria, Gioan và Anton được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa lau khô những giọt lệ buồn. Và xin Chúa ban ơn thêm sức để gia đình tang quyến nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương quá lớn lao này.